Người tu hành không nên nói quá nhiều. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật tịnh độ. Một câu A Di Đà Phật là đủ rồi. Ngoài A Di Đà Phật ra, toàn là lời dư thừa, lời tạo nghiệp. Không tạo ác nghiệp thì là tạo thiện nghiệp. Tạo ác nghiệp đi vào ba đường ác. Tạo thiện nghiệp đi vào ba đường thiện đây đều không phải là lựa chọn ưu tiên của chúng ta lựa chọn ưu tiên của chúng ta là thế giới tây phương cực lạc làm sao tới đó thành thật niệm một câu a di đà phật này thôi người thật sự tu hành thì không nói lời nào nhớ kỹ là một người tu hành ít nói kiệm lời thì bạn sẽ là khối vàng im lặng dạng thì sớm muộn cũng sẽ phát sáng hiếu thân tôn sư là đại căn bản một người có hai ân nhân không thể quên trong đời này một là cha mẹ cho bạn sanh mạng hai là người thầy cho bạn trí huệ là họ nuôi dưỡng bạn nên người gốc của văn hóa truyền thống chính là hai chữ một là hiếu hai là kính hiếu thuận cha mẹ tôn kính thầy hiếu thuận cha mẹ nuôi dưỡng thân thể của cha mẹ để cha mẹ khi về già được phụng dưỡng nuôi dưỡng tâm của cha mẹ khiến cha mẹ được yên tâm nuôi dưỡng chí hướng của cha mẹ khiến cha mẹ dinh dự gì bạn quan trọng nhất là khuyên nhủ cha mẹ niệm phật cầu sanh tịnh độ đây là chí hiếu đối với cha mẹ tôn kính thầy quan trọng nhất là phải nghe lời thầy dạy tin lời thầy dạy làm theo lời thầy dạy không được bằng mặt không bằng lòng không làm chuyện phản bội sư đạo không được nói lời khiến thầy đau lòng không được làm chuyện khiến thầy đau lòng không tin tưởng thầy không cung kính thầy phê bình chỉ trích thầy là tội lớn nghiệp này rất nặng trong kinh phật giảng đây là tội đọa vào địa ngục vô gián Tầm ảnh hưởng của người này càng lớn Thì tội của họ càng nặng Ai là tấm gương hiếu thân tôn sư Để chúng ta học theo Đương nhiên là lão Pháp Sư rồi Lão Pháp Sư Có quá nhiều điều khiến tôi khâm phục Quá nhiều chỗ đáng để tôi học tập Nếu như xếp theo thứ tự thứ nhất là tâm lượng lớn của lão pháp sư thứ hai là sự hiếu thân tôn sư của lão pháp sư có thể nói như vậy phẩm chất cao thượng và nhân cách hơn người của ngài đã ảnh hưởng nửa đời còn lại của tôi thay đổi nửa đời còn lại của tôi nói chính xác hơn là thay đổi vận mệnh của cả cuộc đời tôi tôi cố gắng học tập theo lão pháp sư làm tấm gương tốt của hiếu thân tôn sư hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đều là người thân của tôi tôi phải bình đẳng hiếu thuận họ hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đều là thầy tôi tôi phải bình đẳng tôn kính họ hết thảy chúng sanh đều làm vị Phật tương lai, hết thảy chúng sanh với tôi là một thể. Người tu hành phải làm tâm gương hiếu thân Tôn sư. Hiếu thân Tôn sư là đại căn bản của việc niệm Phật thành Phật. Người tu hành nhất định không thể coi thường. Là một người hiếu thân Tôn sư hiếu thân tôn sư là đức hạnh tốt đẹp của dân tộc một người không hiếu thảo cha mẹ không tôn trọng thầy thì làm sao gọi là con người được hiếu thân tôn sư là khởi nguồn của hạnh phúc chúng ta đánh mất khởi nguồn thì hạnh phúc ở đâu ra phước thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu thân tôn sư Chúng ta phải nắm chắc Thường phản tỉnh chính mình Bạn đã hiếu thảo cha mẹ chưa? Đã tôn trọng thầy chưa? Nếu như thiếu bài học này Nhất định phải bổ sung Hiếu thân Quan trọng nhất Là phải khiến cha mẹ bớt lo An tâm Yên lòng Nuôi dưỡng thân thể của cha mẹ Nuôi dưỡng tâm của cha mẹ Nuôi dưỡng chí hướng của cha mẹ, để khi cha mẹ về già được phụng dưỡng, thân thể có nơi ở, tâm có nơi nương về. Khuyên cha mẹ niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tịnh độ là hiếu dưỡng cha mẹ cấp bậc cao nhất. Tôn sư. Tin lời thầy dạy, y giáo phụng hành. Đây là Tôn sư tối thiểu nhất. Lời của thầy nói Bạn không tin cũng không làm theo Bạn cảm thấy theo cách của bạn hay hơn của thầy Vậy thì bạn làm sao thật sự học được điều gì? Không phải thầy không dạy bạn Mà do bạn không tin thầy Thầy không dạy nổi bạn Thành kính, khiêm tốn, dễ học đạo Người thầy tự khắc sẽ dạy bạn Công cao ngã mạng tâm nông nổi Vậy bạn chẳng học được điều chi Tiết học hôm nay Giao lưu tới đây thôi Cảm ơn mọi người A-di-đà Phật Luận Vãng Sanh nói Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân tu ngũ niệm môn thành tựu Chắc chắn được sanh cõi nước an lạc Gặp được Phật A-di-đà Đoạn này nằm trong luận vãng sanh Trước tiên chúng ta phải chú ý đến câu Thiện nam tử, thiện nữ nhân Trong Kinh Phật Bồ Tát Khai Thị luôn luôn đặt hai câu này lên trên hết nhắc nhở chúng ta tự chúng ta có đầy đủ hay không điều kiện của thiện chữ này là chữ then chốt chúng ta học có thể đạt được lợi ích chân thật hay không thật thì là thiện học thì quý vị thật đạt được lợi ích bây giờ thật khó thiện nói cho rốt ráo chính là bản tánh vốn thiện ta dùng bản thiện của ta để học tập thì những thứ quý vị đạt được là thượng thượng thừa Vì sao vậy? Chúng ta thường nói Muôn phần thành kính Thì quý vị được muôn phần lợi ích Quý vị dùng là bổn thiện Thì còn có thể tính được sao? Thật sự dùng bổn thiện Người này không cần trước đây có học qua Cũng không nhất định họ biết chữ hay không biết chữ Không quan trọng Như Huệ Năng Đại Sư không biết chữ Chưa từng đi học Vì sao Ngài thành tựu cao như vậy Ngài dùng bổn thiện của Ngài Phạm phu chúng ta đây không biết dùng bổn thiện Dùng cái gì? Dùng thường thức Dùng kinh nghiệm của chúng ta tôi cho rằng như vậy như vậy thì sự việc này rắc rối rồi cho nên cái tâm mà quý vị dùng cái tâm đó là tạp tâm vọng tưởng nó không phải là chân tâm họ cái gì cũng không biết cái gì cũng chưa học qua luôn luôn dùng chân tâm của người đó họ không có tạp niệm họ không có nghi hoặc cho nên vừa học là đã khế nhập được Huệ năng đại sư là một tấm gương rõ nhất Cho nên cái thiện này là tiêu chuẩn Chúng ta đã không thể dùng bổn thiện của mình Vậy dùng cái gì? Dùng tập thiện Trong tập tánh có thiện ác Trong bổn tánh không có thiện ác nó là chân thiện thiện trong tập tánh đã kém một bậc không thể so sánh với bổn thiện nhưng vẫn rất tốt có thể tiếp nhận phật pháp tiếp nhận mấy phần chứ không thể viên mãn bổn thiện là viên mãn tiếp nhận tiêu chuẩn của tập thiện chính là mười thiện nghiệp đã giảng trước đây mười thiện nghiệp chúng ta đều đã làm được chính là thiện nam tử thiện nữ nhân mười thiện nghiệp điều thứ nhất của tam phước hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Người này gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân Không đầy đủ những điều kiện này Làm sao học Phật Bắt đầu học từ đâu từ đó biết được học phật thì ba căn bản này rất quan trọng không có ba căn bản này ngày ngày học phật cũng không vào nếu như tự mình biết không vào được còn khá chỉ sợ rằng tự mình vào rồi cho rằng mình tu được rất tốt đến lúc quả báo hiện ra quý vị nổi tâm oán hận tâm oán trách phật là giả phật đã lừa chúng ta chúng ta mắc bẫy của ngài vậy là tội của quý vị càng thêm nặng tội nghiệp này khiến quý vị đọa địa ngục cho nên nhất định phải có hiếu thân tôn sư từ bi căn bản của mười thiện